Nhà bác ở đâu? Sao bác lại vạ vật ở đây thế ạ? Tôi bị con trai với con dâu nó đuổi ra khỏi nhà. Nó là chủ tịch của tập đoàn NCT đấy cậu ạ. Cậu xem có cách nào gì liên lạc giúp con bé của tôi với. NCT ạ? Bây giờ bà Thảo có hỏi thì người bảo là bố già rồi bị lẫn cho nên đi làm. Ông đến đây làm cái gì? Hả? Bố cái gì? Cút đi! Mày nói nhiều thế nhở? Mày có tin ngay trong hôm nay tao đuổi việc mày không? Anh thích đuổi thì anh cứ đuổi. Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không để anh ngang nhiên hành hạ người già thế này đâu. Bác ơi, nhà bác ở đâu? Sao bác lại vạ vật ở đây thế ạ? Tôi bị con trai với con dâu nó đuổi ra khỏi nhà. Nó dọa ấy, nếu mà còn thấy tôi loanh quanh ở gần nhà, gần công ty là nó đánh tôi chết. Còn với trẻ cái, bất hiếu đến thế là cùng. Thế bác không có bà con hay họ hàng gì ạ? À, tôi còn một đứa con gái, nó đang định cư bên Mỹ. Con bé đây giỏi lắm, lại hiếu thảo nữa. Mà này, nó là chủ tịch của tập đoàn NCT đấy cậu ạ. Cậu xem có cách nào gì liên lạc giúp con bé của tôi với. NCT ạ? Đúng rồi. Ý bác, con gái bác là chị Thảo, còn con trai bác là anh Hiếu ạ? Đúng rồi, cậu biết chúng nó à? Bác đùa cháu à? Cháu là nhân viên của NCT đây này. Với cả anh Hiếu, từ trước đến nay anh vẫn nổi tiếng là nhân hậu cơ mà. Nhân hậu cái gì? Chỉ được con Thảo thôi, chứ thằng Hiếu thì... Bác lại đùa cháu. Anh Hiếu ấy, ở công ty ấy, mấy sếp còn quý anh như giời ấy. Còn nhận anh là con trai của mấy ông ý cơ mà. Tất cả anh Hiếu như thế, làm sao mà để bác như thế này được ạ? Bố giàu, nó nhận, nó quý. Còn bố nghèo như tôi ấy, thì nó đuổi ra khỏi nhà. Chuyện hoang tưởng như thế mà bác cũng nghĩ ra được. Có khi bác thấy anh chị lên báo suốt, cho nên là bác ham nghĩ ra cho đẹp giấc mơ gì. Cậu không tin thì thôi, tôi không nói chuyện với cậu nữa. Thôi được rồi, thế bác có cần cháu giúp gì không ạ? Đêm nay bác định ngủ đây ạ? Đêm sương xuống lạnh đấy ạ. Thôi, tôi cảm ơn cậu, tôi tự lo được. Thì nếu mà có việc gì thì bác cứ nhờ cháu bác nhá. Nhà cháu ngay trên đây thôi, ở ngõ thứ 12. Cháu cho bác, cháu đi ạ. Như nhà văn. Công nhận đuổi được cái ông già này ra khỏi nhà yên tĩnh hẳn, đỡ phải nghe mấy cái tiếng ho khụ khụ của ông ấy nhức hết cả đầu. Đương nhiên rồi, mà em đã nhắc anh bao nhiêu lần rồi mà anh cứ lưỡng lự cơ. Thì bà Thảo bà thương ông già ấy nhất mà. Thương thì làm được cái gì, bây giờ bà ấy sang Mỹ định cư rồi, bao nhiêu năm mới về một lần, mà có về mà có hỏi ấy thì em đã lo kỹ hết thế rồi, lo cái gì. Vợ anh giỏi nhất đấy. Cái bệnh án của ông ý mà em còn lo được ấy. Anh hơi bị nể em đấy. Chuyện khen em á, có mà khen cả ngày. Bây giờ bà Thảo mà có hỏi thì mày bảo là bố già rồi bị lẫn cho nên đi lạc. Mình sợ bà ấy lo cho nên không nói cho bà ấy, nhưng vẫn tìm kiếm chưa có kết quả. Thế thôi, thuyết phục chưa? Cực kỳ thuyết phục. À, thế cái bản hợp đồng với ông Nam ấy em lo từ đâu rồi? Yên tâm, riêng vụ quà cáp em lo kỹ lắm rồi. Và kèm thêm một cái phong bì giấy cộp luôn, coi như là có Hiếu với cái ông bố nuôi đấy. Mà nhá, đã nhận nhau là bố nuôi rồi, anh đừng để tuột mất hợp đồng của em đấy. Mấy trăm tỷ của em chứ đùa. Rồi, yên tâm, anh nhớ rồi, mình đi ngủ đi. Mà nghĩ mà tức, nếu mà không phải ông có tiền ấy thì có loại trẻ danh như thế, còn lâu em nhận là bố nuôi nhá.
Bác chuẩn bị đồ đi đâu đấy? Lại tính đi phượt ạ? Phượt phiếc cái gì đâu? Tôi đang tính đi loanh quanh xem là có ai thuê mướn gì á thì kiếm chút cơm. À thế ạ? Tối tôi lại về đây. Vâng. Ở đây thì cũng không quá xa nhà tôi. Với lại cũng là khu lao động nghèo. Tôi tin chắc rằng ấy, thằng con tôi ấy, nó sẽ không biết bố nó ở đây đâu. À. Bác này, cho có cái bánh mì. Bác ăn tạm đi ạ. Có thực thì mới vực được đạo chứ ạ. Thế cậu đã ăn gì chưa? Cháu á? Ui giời, cháu thanh niên, nhịn một bữa cũng chả chết đói được đâu ạ. Ây chết, ai lại thế? Thôi cậu cứ ăn đi, tí rồi tôi kiếm được tiền ấy, tôi mua cái gì ăn cũng được. Thôi, lát cháu qua công ty, cháu mua tạm cái bánh mì khác, cháu ăn cũng được. Bác ăn đi ạ. Mà cầm lấy. Tôi cảm ơn cậu. Ôi, thôi, muộn giờ làm của cháu rồi, cháu đi làm đây. Cháu đi bác nhá. Mời bố. Mời hai vợ chồng nhá. Bố ăn đi. Hai vợ chồng ăn đi. Tao bảo bố ăn thử món này này. Anh gắp cho em nhé. Món này là còn đùa đấy. Anh gắp cho em món đậu này. Em ăn đi. Em cảm ơn. Mà dạo này công việc của bố thế nào vậy ạ? À, công việc của bố thì cũng bình thường. Nói chung là ngày kiếm 200-300 tỷ không có gì. Bọn con cũng chỉ mong được như bố thôi em. Bố mới mua con máy móc. Con tưởng là bố có con đấy rồi. Không, bố mua thêm một con nữa để ở nhà trưng bày cho vui. Dạ. Nhưng mà cái hợp đồng sắp tới này bố định thế tính thế nào? Thôi, cái đấy tùy một con. Nghĩa là... Nhưng mà bố phải ký chứ. Thì bố ký tất cả mọi thứ bố ký hết. Thế thì con người bố chả nhớ. Ok. Nhớ chia 100% nhé. Bố ăn đi bố. Bác, ăn gì chưa ạ? Tôi ăn rồi. Thế cậu đã đi làm về rồi đấy à? Dạ vâng, cháu làm về rồi. Tôi cháu về đấy ạ. Bác ơi. Bác, ngày mai chủ tịch của bọn cháu về nước đấy ạ. Sao? Cậu nói sao cơ? Ngày mai... Con Thảo nó về nước à? Vâng, ngày mai chị Thảo chị về. Có khi chị qua công ty đi ạ. Ôi, ơn trời. Vậy là con Thảo nó đã về. Kìa, bác làm sao vậy ạ? Này, cậu ơi, dạ. Cậu cho tôi mượn nhà vệ sinh nhá. Tôi muốn tắm ngủ đi một nhát. Tắm đấy ạ? Đúng rồi, thì mặc dù là gặp con Thảo để nói cho nó rõ sự thật, nhưng mà tôi không muốn nó quá đau lòng khi nhìn thấy tôi bộ dạng như thế này. Này, đỡ được tí nào, hay tí đấy cậu ạ.
Thế là cuối cùng bác vẫn nhận chị Thảo là con gái bác đấy ạ? Đúng rồi, nó là con tôi cơ mà. Cậu giúp tôi nhá. Thôi được rồi. Thôi để cháu dẫn bác về phòng tắm thôi nhá. Cảm ơn cậu, tôi cảm ơn cậu nhá. Có gì nữa ạ? Đây, bác đi theo cháu. Bác, thế là bác theo cháu đến công ty thật đấy à? Thì cậu cứ yên tâm, tôi không làm gì ảnh hưởng đến cái công việc của các cô các cậu đâu. Tôi chỉ đứng ở đây để gặp con Thảo, con gái tôi thôi. Bác nhớ ấy, là bác đứng ở đây thôi nhá, đừng có vào trong công ty đấy. Ừ, tôi biết rồi. Này, mà... cháu bảo. Này, tôi cũng phải xem có chỗ nào kín kín ấy. Không thì thằng Hiếu ấy, là nó biết tôi ở đây đấy. Rồi, cháu bảo này, nếu có ai hỏi bác ấy, thì bác đừng nói là bác quen cháu nhá. Sao lại không quen? Tôi còn đang định bảo với con Thảo ấy, nên nó thăng chức cho cậu đấy cơ mà. Thôi, cháu xin bác đi. Bác cứ kệ cháu, cháu tự lo được. Thế đấy bác nhá. Bây giờ ấy, bác ở yên đây. Cháu đi cháu photo ít giấy tờ, rồi cháu vào công ty cháu làm việc luôn, bác nhá. Thôi được rồi, tôi biết rồi. Này, tí gặp bà Thảo biết nói gì chưa? Rồi, nhớ rồi, tập bao nhiêu lần rồi còn gì nữa. Con mụ này, chưa đi được mấy năm đã về rồi. Ơ, anh nhìn xem kia về ông già không? Đúng rồi, sao ông ta lại ở đây nhở? Ông đến đây làm cái gì? Hả? Bố cái gì? Cút đi! Đúng rồi đấy, ông nghe rồi cút đi. Chứ để phải tức lên ấy, cũng vui đâu. Này, ông có thích tôi tống ông sang Trung Quốc để cả đời này không phải gặp con gái ông không? Thì chúng mày chưa bán tao thì tao cũng đã không được gặp con gái tao rồi. Ngày hôm nay tao nhất quyết phải ở đây để gặp con gái tao, để nói cho ra nhé. Ông nói cái gì? Ông nói cái gì? Chúng mày cứ nghĩ là tao không biết việc chúng mày định cướp công ty của con Thảo à? Ngày hôm nay tao về gặp được con Thảo, tao sẽ nói hết mọi chuyện. Để xem ông có gặp được con gái ông không đã. Đi! Đi! Này! Anh làm quà cái gì đấy hả? Là ai đấy? Đây là việc của nhà tao, liên quan gì đến mày? Tôi thật không ngờ người sếp mà tôi luôn tôn trọng như anh lại là con người vô nhân tính như thế đâu. Mày nói nhiều thế nhở? Mày có tin ngay trong hôm nay tao đuổi việc mày không? Anh thích đuổi thì anh cứ đuổi. Mà tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không để anh ngang nhiên hành hạ người già thế này đâu. Mày nói cái gì? Mày muốn đánh nhau với tao hả? Yêu ơi, tôi để bố đi là được chứ gì, còn đừng đánh nhau với cậu ấy nữa. Chó ơi, chính ra bỏ ra đi. Hiếu, bố ơi, bố có sao không ạ? Bố không sao. Chị Thảo, mày đã làm gì bố ta đấy hả Hiếu? Mọi chuyện không phải như chị nghĩ đâu ạ. Chuyện là bố bây giờ già rồi chị ạ, cho nên bị lẫn bỏ nhà đi mấy ngày nay đấy. Còn cái thằng này này, nó bắt cóc bố mình ấy chị ạ. Chuyện khi anh yêu anh thấy anh ấy xô xát với nó thôi chị. Thôi đủ rồi đấy, tao đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện rồi. Nếu không phải có cậu này thì tao cũng không biết là chúng mày định đánh bố ta như thế nào nữa đâu. Bố, con xin lỗi bố, là con đã về muộn rồi. Con về là tốt rồi. Hai đứa này nó lập mưu, nó định cướp công ty của con. Chính vì bố biết chuyện nên chúng nó đuổi bố ra ngoài đường. Lại còn có cả chuyện đấy nữa à? Chị ơi, bố bị lẫn nên là ăn nói linh tinh đấy ạ. Đúng rồi chị đừng tin. Thôi đủ rồi. Hiếu ạ, tao thực sự không ngờ đều là con của bố mà tại sao mày có thể đối xử với bố ruột của mình như thế. Luật sư của tao sẽ liên hệ với mày sớm thôi. Chị ơi, hẹn gặp nhau ở tòa đi. Đừng chị ơi. À, cậu này, hôm nay tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. May mà có cậu ở đây giúp bố tôi. Mà cậu cứ yên tâm mà làm việc đi. Yên tâm, sẽ không có ai dám đuổi việc cậu đâu. Tôi nhất định
sẽ cảm ơn cậu tử tế. Thôi, không cần thế đâu ạ. Đây là việc đáng làm mà chị. Cậu không cần phải khách sáo đâu. Tôi với bố tôi mang ơn cậu nhiều lắm. Vậy chúng ta về công ty nhé. Bố con mình về đi. Ôi, ôi. Tiền tiêu vặt mới. Anh đón em, rồi mình đi xem đồ cưới nhá. Đồ có vặt đối như nào? Nhất quyết lấy chồng à? Em thích cái nào cũng được. Cứ em thích là anh thích rồi. Chú Lâm, chồng nói chuyện với chú. Chú thấy cũng chẳng có vấn đề gì cả. Mẹ cháu vẫn chơi bời, ăn nằm với biết bao nhiêu người đàn ông nữa. Tại sao? Tại sao con lại có thể đặt điều bôi nhỏ mẹ như thế? Tôi chẳng hề quan tâm ông đối xử với tôi như thế nào cả. Vương, Vương, ở lại đợi mẹ đã. Có chuyện gì thế? Cháu muốn chết đấy à? Nhưng mà bây giờ mẹ cháu có gia đình mới rồi, có quan tâm cháu đâu. Thì không muốn cháu phải bỏ trại mồ côi, mẹ cháu mới yên tâm đi tìm hạnh phúc riêng cho mình. Con xin lỗi mẹ. Tao mà la nhá, tao xuống luôn bây giờ đấy. Mẹ ơi, cho con tiền tiêu vặt với. Alo, em đây. Vâng, em dậy rồi. Chiều nay em dậy, anh đón em, rồi mình đi xem đồ cưới nhá. Vâng, yêu anh. Mẹ, mẹ nhất quyết lấy chồng đúng không? Dù có phản đối như thế nào, mình quyết lấy chồng à? Vương, mẹ phải nói bao nhiêu lần nữa thì con mới chịu hiểu và thông cảm cho mẹ. Con lớn rồi, con đừng có ích kỷ như vậy nữa. Mẹ là người ích kỷ đấy. Mẹ có suy nghĩ cho con không? Mẹ có dai rồi, quan tâm gì con nữa. Vương, sao con lại nói với mẹ như vậy? Ghét mẹ. Vương, Vương. Em cứ chọn thiệp cưới đi. Nhiều mẫu đẹp quá anh ạ. Cái này đẹp này. Không, nhưng mà em thích cái này hơn. Em thích cái nào cũng được. Cứ em thích là anh thích rồi. Hương, đi học về rồi đấy hả con? Hương ở con. Hôm nay đi học có mệt không con? Con muốn uống gì để mẹ làm cho? Con muốn cacao, mẹ xuống siêu thị mua cho con đi. Thế ngồi chờ mẹ nhá. Anh chờ em chút nhá. Chú Lâm, cháu muốn nói chuyện với chú. Sao? Có chuyện gì mà nghiêm trọng thế hả? Nào, nói chú nghe xem nào. Chú đã nghe mẹ cháu kể về chuyện bố cháu chưa? Chú nghe rồi. Và chú thấy cũng chẳng có vấn đề gì cả. Mà ngược lại, chú lại thấy yêu thương và quan tâm mẹ cháu nhiều hơn đấy. Nhưng mà tất cả đều là dối trá đấy. Bố cháu không hề mất sớm và mẹ cháu cũng phải là một mình nuôi cháu đâu. Ok, Hương, cháu đang... Chú có biết vì sao ông bà ngoại lại ghét bỏ mẹ con cháu thế không? Là vì quá khứ lăng loàn của mẹ cháu đấy. Cháu là đứa con hoang của mẹ cháu, chú không biết à? Kìa Hương, cháu... Mà thậm chí là sau khi sinh cháu ra, mẹ cháu vẫn chơi bời, ăn nằm với biết bao nhiêu người đàn ông nữa. Hương, cháu không được nói mẹ cháu như thế. Chú tránh xa mẹ cháu ra đi. Bỏ mẹ cháu đi. Chú
Không thấy người ta nói thà lấy đĩ về làm vợ chứ không ai lấy vợ về làm đĩ à? Mẹ, con vừa làm cái gì vậy? Tại sao con lại có thể đặt điều bôi nhỏ mẹ như thế? Con có còn là con gái của mẹ nữa không? Mẹ thôi đi. Nếu mà mẹ lấy ông ta ấy, thì sau này mẹ sẽ coi như đứa con riêng của mẹ. Đến lúc đấy mẹ còn quan tâm con nữa không? Hay là con trở thành cái gai cho gia đình của mẹ? Thương, con yên tâm, chú và mẹ Thu sẽ vẫn luôn yêu thương con. Con yên tâm sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì mà chú với mẹ Thu bỏ rơi con đâu. Ông im đi. Tôi không hỏi ông. Tôi chẳng hề quan tâm ông đối xử với tôi như nào cả. Hương, con không được hỗn làm với chú như vậy. Con hỏi mẹ lần cuối, rốt cuộc là mẹ chọn con hay là ông ta? Hương, con đừng có như vậy nữa có được không? Mẹ xin con đấy. Mẹ xin con đấy. Vậy là đủ rồi. Bây giờ mẹ và ông ta sống hạnh phúc đi. Đừng có tìm con nữa. Hương. Hương. Hương, ở lại đây mẹ đã. Hương, có chuyện gì thế? Thôi để lát nữa con giải thích sau. Con đi tìm cháu Hương đã. Đại mẫu. Cháu muốn chết đấy à? Ông ghét cháu như thế, cứu cháu làm gì? Cháu phải biết nghĩ cho mẹ cháu nữa chứ. Mẹ cháu á? Mẹ cháu là người cháu yêu thương nhất. Nhưng mà bây giờ mẹ cháu có gia đình mới rồi, có quan tâm cháu đâu. Cháu chết quách đi cho xong. Thôi được, ông sẽ kể cho cháu biết sự thật. Mẹ cháu có một người bạn thân tên là Linh. Ngày đó Linh bị người yêu phản bội nên đã phải một mình sinh con. Không may lại qua đời ngay sau khi sinh. Và đứa bé đó chính là cháu. Gia đình Linh nhất quyết không nhận cháu. Vì không muốn cháu phải vào trại mồ côi nên Thu đã bất chấp nuôi cháu, dù cho có bị ông đuổi ra khỏi nhà và bị chồng sắp cưới hủy hôn. Mẹ cháu thui thủi một mình cũng chỉ vì nghĩ cho cháu. Cháu giờ cháu lớn rồi, mẹ cháu mới yên tâm đi tìm hạnh phúc riêng cho mình. Ông cũng vì thế mà muốn làm lành với hai mẹ con để gia đình mình đoàn tụ. Vậy mà cháu đi tìm mẹ cháu đây. Kiều Phương. Con. Bố lại mắng mỏ gì con bé thế ạ? Không, bố không mắng mỏ gì nó cả. Không, ông không mắng con đâu. Mẹ, ông kể cho con hết sự thật rồi. Sự thật gì? Con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi chú Lâm. Không sao đâu,
chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mẹ vẫn luôn là mẹ của con. Mẹ sẽ luôn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cho con. Con gái của mẹ, đối với mẹ thì lúc nào con cũng luôn là sự ưu tiên hàng đầu.